Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con LG V50 bản Hàn nha các bác. Thì cái bản này cũng đã bản siêu dựng thôi. Thì cái bản này là cái nắp lưng nó là nắp lưng mới tinh nha các bác. Chỉ có mỗi cái phím vân tay này là nó hơi cũ tí thôi. Tại vì em phải dùng lại cái phím vân tay cũ của những cái máy khác ấy. Thì những máy khác thì nó cũ rồi. Nhưng mà được cái là cái nắp lưng là mới tinh nha các bác. Đây các bác có thể thấy này, cũng camera chưa xước tí nào nha các bác. Đấy, các bác yên tâm. Đó. Cái khung viền cũng thế, cái khung viền cũng gần như là mới tinh luôn nhá, gần như là mới tinh nhá. Thì đây em sẽ cho các bác thấy luôn. Thì đây là cái cụm dưới đây, cái chỗ cổng sạc này này, nó có một vết phẩy phẩy chỗ này. Đây các bác có thể thấy là cái vết phẩy chỗ này này, đó nó phải nhẹ nhẹ thôi. Đấy. Cổng 3.5 thì cũng gần như chưa xước nha các bác, cổng sạc cũng gần như chưa xước, thì phẩy phẩy chỗ này thôi. Cái này thì do là chắc hình như trong lúc em làm việc em phẩy vào thôi, em quệt nó vào đâu thôi. Đấy, có lẽ là cạnh trái này, cạnh trái thì các bác cũng thấy là đấy, nó cũng gần như là chưa xước tí nào, gần như là chưa xước tí nào nha các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy góc cạnh rất là đẹp luôn đó, gần như chưa xước luôn nha. Đấy, đây là cạnh trên này, cạnh trên cũng thế, cạnh trên cũng là chưa xước, gần như chưa xước luôn đó. Các bác có thể thấy góc cạnh rất là đẹp. Còn đây là cạnh phải này. À, cạnh phải cũng thế, cạnh phải cũng cũng còn rất là đẹp. Đây, có mỗi cái tí khay sim chỗ này nó hơi phẩy phẩy chỗ khay sim chỗ này thôi. Đây mới gọi là phẩy, nó phẩy tí thôi. Đó, chỗ khay sim này. Đấy, và chỗ góc này thì có phẩy đây. Đây góc dưới này. Đây. Đây đây đây. Đấy góc dưới thì có phẩy phẩy tí thế này. Đấy. Đấy nó có thế thôi. Thì nói chung là khung viền như thế này là rất là đẹp rồi các bạn. Còn đây là mặt trước. Lọc qua bác. Thì mặt trước của cái này nó cũng còn rất là đẹp nha các bác, nó cũng chỉ là phẩy 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 thôi. Đấy, phẩy 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 thôi. Đấy. Nghiêng ánh điện thì các bác mới thấy những vết xước lông mèo như này thôi. Và cái con này nếu như mà em không nói nhé thì chắc các bác cũng không biết được nó là máy đã ép kính đâu. Đấy, nhưng mà đây là máy ép kính nhé, mà cái con này ép kính rất là đẹp luôn, nó gần như không phát hiện ra luôn đấy các bác. Đây này, em có nhìn thấy cái chỗ lom lõm này đấy, nó là dấu hiệu của ép kính nhé. Đấy, và thực ra là không biết có phải là do ép kính không cơ, tại vì những vết lõm này có thể là do quá trình ở cái màn hình ấy, có thể nó gây ra lõm thế ở trong quá trình mà thao tác ở trong cái màn hình ấy. Đấy. Nói chung là cũng em thì em nhìn kỹ lắm mới thấy thấy cái lõm đó, thì em cũng đoán là ép kính thôi, nhưng mà thôi cứ coi nó là ép kính đi, tại vì em thấy có dấu hiệu của ép kính đấy, thế thôi. Chứ còn nếu mà em không nói thì các bác cũng khi không biết đâu. Đấy thì đấy, cái con này em đang bán là giá là 2,5 triệu cho các bác, gồm con máy này và tặng các bác cái ốp lưng này nữa. Ốp lưng này cực mới luôn nha các bác, đấy, ốp lưng mới tinh luôn đấy, chưa sử dụng, gần như chưa sử dụng luôn nha các bác. Nhưng mà ốp lưng này thì đương nhiên sau này nó cũng sẽ ố vàng thôi, nó là dạng silicon dẻo rồi. Nhưng mà dạng silicon xịn đấy. Đấy thì ngoại hình, về ngoại hình thì em đã cho các bác biết rồi, thì em giờ em sẽ test tất cả các chức năng cho các bác biết nhé. Đây thì trước tiên là cái vân tay, đây em đang cài vân tay ở đây để em mở bật khóa vân tay nhé, tại vì em chưa gắn nắp lưng nhé, cái này em chưa gắn nắp lưng nên nó thỉnh thoảng vân tay nó không nhạy mày thôi. Đấy, ok nhé, vân tay này, vân tay nhạy bình thường nhé, tại vì chưa gắn nắp lưng nên nó không, nó chưa tiếp xúc tốt thôi. Đấy, ok nhé, vân tay còn ok nhé các bác. Đây em sẽ đo cho các bác biết được luôn ở cái chiếu sạc màn hình phụ ấy, à, quên, cái chiếu màn hình phụ ấy, nó vẫn còn bình thường nhé. Đây. Đây là chưa gắn nắp lưng rồi nha các bác. Đấy, ba cái chân này đều có điện trở hết. Rồi, ok nhé các bác. Có điện trở hết nhé. Ba chân này đều có điện trở là các bác yên tâm. Nếu mà các bác dùng con này và mua màn hình phụ về, các bác cứ cắm vào là nhận à. Đấy, rồi ok. Thì ngoài ra thì em sẽ test cho các bác biết được mấy cái chức năng nữa, như kiểu là ở ngoài này đây này, em sẽ test cái jack 3.5 đây nhá, nhận 50V bình thường nhé. Rồi
Đây, sạc nhanh đây. Đây nha bác, đang sạc nhanh bình thường nha. Ở đây em sẽ cắm luôn cả máy tính cho các bác biết luôn. Máy tính đây. Đấy, nhận máy tính bình thường nhé. Đấy, cho bác yên tâm. Con này thì cổng sạc còn ngon. Đấy, và xem là còn cái gì nữa nhỉ. À, đây có cái DRM Info, thì con này là còn L3 đây nhá các bác. Đấy. Thì cái này cũng em đối với em thì nó giờ nó cũng chả quan trọng nữa, tại vì L1 hay L3 thì nó không ảnh hưởng đến việc mà máy zin hay máy không zin đâu. Và nhiều bác thì vẫn còn quan trọng, thì nhiều bác xem cái mấy cái app mà xem phim trực tuyến ấy, thì các bác có thể quan tâm. Nhưng mà bác là không quan tâm thì không xem phim ấy thì cũng không cần quan tâm đến cái DRM Info đâu. Rồi, còn cái gì nữa nhỉ? Ngoài này còn cái gì nữa? À, này, camera, test luôn camera luôn. Đây, cam trước đây, cam sau đây, góc góc rộng này, góc bình thường này, góc gần này. Đó, ok hết nhá. À, còn cái mic nữa. Đây, mic đây các bác. Đây. Alo 1 2 3 4, alo alo alo, bịt mic này, bịt mic này. Đấy, bịt mic này, mở mic này. Đấy, ok nhá. Đó, mic bình thường nhá. Còn cái gì nữa nhỉ? Rồi, kiểm tra luôn cái màn hình. Đây. Đây, kiểm tra mấy cái cảm biến tiệm cận này. Đấy. Ok hết nhá. Các nút bấm, các phím bấm này. Ok hết luôn. Rung này. Rung này, rung rất mạnh nhá. Con quay hồi chuyện này. Đấy, còn bình thường nhá. Rồi, đây là cái cảm ứng. Cái cảm ứng bắt buộc phải test cho các bác, tại vì nó là cái yếu tố rất là quan trọng. Nếu mà không cảm ứng được thì nó rất là nguy hiểm, coi như là không dùng được mà. Đấy, rồi, ok. LED này, trắng này, đỏ này, xanh này. Đấy, LED bình thường nhé. Còn cái áp suất thì đương nhiên là mất rồi, vì em không không làm lại áp suất. Rồi, xem đây, kiểm tra cái màn hình. Đây, màn hình đây. Đây, màn hình này thì bảo đảm với bác là chưa bị ám ố gì nhé, chưa bị lưu ảnh gì luôn. Màn hình rất là đẹp. Còn rất là đẹp nha các bác. Em cái này em soi kỹ lắm rồi, các bác không phải lo. Rồi, còn cái gì nữa nhỉ? Mid Info này, IMBL bằng 1 nhé. Số IMEI, đấy, ok hết. Rồi, nói chung là bảo đảm cho các bác là các chức năng ok. Đây, wifi bình thường này. Wifi này, tắt wifi đi này. LTE bình thường nhé. Đấy, con này thì đang chạy Android 12 rồi. Đây. Đây, 12 đấy nhé. À, số email, số seri bình thường nhé, không bị mất. Em sẽ gọi điện phát cho các bác xem là cảm biến tiếp cận hoạt động bình thường hay không. Đấy nhé, bình thường nhé. Ok. Đấy thì vừa giờ các bác cũng xem cái số email rồi. Bây giờ em sẽ táo hẳn cái máy ra cho các bác xem là nội tạng bên trong của nó có bình thường hay không nhé. Thì cái lưng này này, cái lưng này em còn chưa 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 gắn keo vào nhé. Nào em làm xong clip em mới gắn. Ok, hết ốc rồi. Ok.
Để xin nào bạn. Rồi. Thế đây các bác, đây là cái main của nó đây. Cái main này thì đây nó hơi xước xước bẩn bẩn đây thôi, nhưng mà vẫn còn nguyên mấy cái lồng bảo vệ nhá, còn nguyên zin luôn, chưa bị sửa chữa gì nhá. Đó. Còn đây là cái mặt sau đây, mặt sau cũng thế, còn rất là đẹp, còn rất là đẹp luôn. Cái main này thì thực sự khi mà em tháo ở cái máy khác ra là nó rất mới luôn, nó hình như không có vết xước này theo phải, nhưng mà giờ bị anh em cầm vào nó có thể tạo thành vết xước ấy. Đấy. Thì bảo đảm cho các bác là bên rất là zin nhé, bên này cực ngon luôn. Rồi thì đây đây là cái khung sườn của nó đây, cục pin này còn ngon nhé, cục pin này rất là mới luôn, cục pin này rất là mới luôn nha bác, cứng cáp và rất là mới luôn, zin luôn nhé. Đó, miếng tản nhiệt vẫn còn uy nguyên nhé. Đấy, nói chung là cái máy này thì các linh kiện đều là zin hết, không có dựng cái gì cả, chỉ là đổi từ con này sang kia thôi và ép kính thôi, màn hình ép kính thôi. Đấy, thì con này em đang bán là giá là 2,5 triệu nha các bác, kèm cái ốp nữa, ốp dùng về khá ngon, nhưng em không không có cái cường lực đâu nha bác, các bác đừng hỏi em là có cường lực hay không, em không có. Đấy rồi, ok, bác nào nhanh chân thì được nhá. Ok, chào các bác.